Galaxy XS, một chiếc xe tay ga rất là nhỏ gọn, phù hợp với việc đi lại hàng ngày nè, phù hợp với những bạn chưa có bằng lái xe máy nè. Thì hôm nay Huy mời các bạn cùng Huy tìm hiểu xem thử là chiếc xe này có đáng để chúng ta xuống tiền để mua hay không nha. Ok, từ 16 tới dưới 18 tuổi các bạn sẽ được chạy xe dưới 50cc. Thì chiếc xe này trên giấy tờ là 49.5, là chúng ta không cần bằng lái vẫn có thể chạy được chiếc xe này trong cái độ tuổi từ 16 tới đủ 18 là 2 năm trời ha. Thì nếu mà các bạn không di chuyển bằng xe 50cc, các bạn sẽ có lựa chọn là đi xe đạp hoặc là đi xe đạp điện. Thì nhiều lúc là cái hình ảnh của mình nhiều khi mình cũng thấy mình hơi lớn lớn xíu rồi, mình không muốn đi xe đạp, cũng không muốn đi xe đạp điện nữa, mình muốn đi xe máy, nhưng mà lại chưa đủ tuổi để thi lấy bằng lái xe mô tô, xe máy trên 50 phân khối, thì đây là một chiếc xe rất là phù hợp với các bạn. Rồi nói về cái thiết kế của chiếc xe này thì các bạn cũng có thể hình dung là khi mà người ta nhắc tới xe 50cc á, với lại là xe máy điện, xe đạp điện á, thì thường một cái suy nghĩ mặc định trong đầu là thiết kế nó không có đẹp, nó không có được sang trọng. Nhưng mà ở đây chúng ta có chiếc Jibao Bensi XS được thiết kế theo những chiếc xe tay ga nổi tiếng đến từ nước Ý, lấy cái thiết kế của Vespa bỏ qua đây một chiếc xe 50cc nhưng mà nhỏ gọn hơn, tiết kiệm xăng hơn, di chuyển hàng ngày phù hợp hơn, bảo trì bảo dưỡng rẻ hơn, giá thành rẻ hơn nữa, chỉ có hơn 24 triệu cho một chiếc xe này thôi mà chúng ta có một chiếc xe tay ga 50 phân khối, thiết kế đẹp sang trọng theo kiểu châu Âu ha. Đây, các bạn thấy như nào? Huy cao 1m73, nặng 70kg. Thì cái thể trạng của Huy khi mà ngồi lên chiếc xe này rất là thoải mái các bạn, không có gì khó khăn hết. Cái chiều cao yên xe của nó là 760mm. Thì Huy cao 1m73, Huy chống chừng, hai cái chân thẳng băng luôn, dư một khúc luôn chứ không hẳn là thẳng ha. Thì với cái chiều cao yên 760mm này, Huy nghĩ là những bạn cao tầm cỡ 1m6 trở lên là chống chân dư sức, không có nhón hai chân, một chân thì càng khỏe nữa. Thì với cái việc mà ngoại hình chiếc xe nhỏ gọn nè, chiều cao yên bố trí vừa phải nè, tay lái á thì đặt lên cao nè, cho chúng ta một cái tư thế lái ngồi rất là dễ chịu, không có bị những lúc mà dừng đèn đỏ phải chống chân với nè, đôi khi mình ngồi lái nè, thấy không, lưng thẳng, chỗ để chân thì rộng rãi, tay lái thì đặt cao, mình không có bị không người, không có bị quá mỏi người ha. Các bạn thấy cái đầu đèn của nó thiết kế có đẹp không? Đèn LED, full LED hoàn toàn nha, kể cả hai cái đèn mi ở dưới và cái đèn chính, đèn LED ở trên. Thì đi chúng ta chiếu sáng nè, đẹp, nhìn cái xe sang trọng và đủ ánh sáng để chúng ta quan sát đường đi hiện đại. Chúng ta phải chấp nhận được một cái sự thật, đó chính là xe 50 phân khối thì không thể nào mạnh được như những chiếc 110, 120, 150 mà chúng ta suy nghĩ về xe máy hàng ngày đó. Nhưng mà với cái 50 phân khối này, nó sẽ đủ sử dụng để chúng ta di chuyển trong phố với cái vận tốc từ khoảng 40 tới 50 cây số trên giờ. Chỉ là khi các bạn leo dốc ở những trung tâm thương mại, khi mà phải xuống hầm gửi xe rồi đi lên lại á, hay là các bạn đi qua những cái con cầu mà nó quá cao đi, cây cầu quá cao đi, thì lúc đó là chúng ta cảm giác là xe nó cũng hơi không đủ lực một xíu, nhưng mà nó cũng đủ cái nhu cầu của chúng ta sử dụng trong cái phạm vi tốc độ 40 tới 50 cây số trên giờ. Nói chung là cũng không quá yếu. Trong cái suy nghĩ của Huy là khi Huy chạy chiếc xe này là chắc là nó sẽ yếu lắm, nhưng mà khi thực tế mình chạy trên chiếc xe thì nó không quá yếu các bạn, đáp ứng đủ cái nhu cầu di chuyển của chúng ta. Về tính năng an toàn trên xe á, thì ở trước chúng ta có thắng đĩa và ở phía sau chúng ta có phanh đang chống bình thường thôi. Nhưng mà ở một chiếc xe có giá 24 triệu, phanh trước được trang bị thắng đĩa thì cũng không gọi là quá tồi đâu các bạn. Chạy thực tế thì do trọng lượng chiếc xe nó nhẹ và ngồi cũng thoải mái rồi, cái thắng đĩa phía trước nữa, thành ra là khi trong điều kiện mà mình cần phanh á, thì cái lực phanh nó vẫn đáp ứng đủ cái nhu cầu giảm tốc của chúng ta rất là tốt, không có gì quá lo ngại các bạn. Nè, cái trọng lượng xe nó nhẹ hiu à, dắt khỏe re à các bạn ơi, không phải lo ngại gì hết. Có chống đứng nè, đạp lên cái nhẹ tưng. Với cái việc mà chiếc xe nhỏ gọn thì như Huy nói là đi di chuyển trong thành phố cũng sẽ rất là tiện, mình lòn lách qua những cái cung đường đông kẹt xe nè, bẻ cua nhiều nè, rồi nhích từng chút á. Nếu mà với một chiếc xe nặng quá thì mình sẽ bị mệt. Còn chiếc xe này nó nhỏ gọn, và thêm nữa là cái cân nặng, cái trọng lượng của chiếc xe nó chỉ có 82kg thôi, hơn 80kg. Thì với những chiếc xe hai bánh mà trọng lượng dưới 100kg á, thì có thể nói là cực kỳ nhẹ luôn các bạn, di chuyển khỏe. Trong cái bối cảnh hiện tại là mỗi lít xăng hơn 30.000 thì cũng đáng để suy nghĩ các bạn. Tại vì chiếc xe này á, là 100 cây số, chạy chỉ tốn có 1,7 lít xăng thôi, rất là tiết kiệm, tương đương là khoảng đâu đó 60-70 cây số gì đó một lít xăng, cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Rồi, nói về cái cốp xe của chiếc xe này
thì nó cũng không quá to các bạn, nhưng mà cũng đủ để chúng ta sử dụng, bỏ được những cái vật dụng hàng ngày, ví dụ như là áo khoác nè, túi sách nè, điện thoại nè, hay là một cái nón bảo hiểm nửa đầu, đủ sử dụng cho nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Chưa hết, ở đằng trước này nó còn có một cái ngăn để chúng ta để đồ, ví dụ như là chai nước hay là áo mưa hay là những cái đồ vật dụng nhỏ nhỏ như cột tóc đồ đó, kẹp tóc rồi đó, thì rất là phù hợp. Rồi chưa kể là cái sàn để chân hồi nãy Huy ngồi cũng thấy rộng rãi các bạn. Và ở đây có một cái móc treo đồ nữa, vẫn có thể treo thêm được đồ cho chúng ta. Nói chung là chiếc xe này để sử dụng đi hàng ngày thì có rất là nhiều chỗ để đồ. Và một cái điểm mà Huy hay nói về xe tay ga đó chính là cái chỗ đổ xăng. Thì chiếc xe này cái chỗ đổ xăng nó lại nằm ở dưới yên, chứ không phải là nằm ở đằng trước. Tại vì ở trước nó đã để làm cái hộc chứa đồ rồi. Thì theo quan điểm của Huy á, là một chiếc xe tay ga để sử dụng hàng ngày mà chỗ đổ xăng nằm ở dưới yên á, thì nó cũng hơi bất tiện đó. Cũng cần phải cải thiện thêm ha. Rồi nói tới cái chỗ đổ xăng thì cái dung tích bình xăng của nó chứa được 3,7 lít xăng. Và mỗi 100 km thì nó tốn 1,7 lít xăng. Tương đương là khi các bạn đổ đầy bình xăng chiếc xe này, các bạn sẽ đi di chuyển được hơn 200 cây số. Cũng là một cái quãng đường rất là rộng và một cái quãng đường rất là dài, thoải mái. Không phải suy nghĩ là chiếc xe này bình xăng nó nhỏ quá, mình đổ là di chuyển đi chưa có được dài lắm nó hết xăng. Cũng không đáng lo ngại các bạn ha. 200 cây số đi còn nhiều hơn là chiếc xe mô tô của Huy nữa đó. Và một cái điểm nữa mà Huy thích trên chiếc xe này, ngoài cái chỗ để chân rộng nè, thì các bạn còn để ý ở phía dưới cái gầm của nó, cái khoảng sáng gầm xe các bạn rất là cao. Thì mình leo lề hay là đi qua những cái ổ gà đồ không phải lo lắng quá nhiều. Thì theo Huy suy nghĩ như thế này, với một chiếc xe tay ga 50cc dành cho học sinh đi, được có thiết kế đẹp, giá tốt, cốp để đồ đằng trước ở giữa, đèn led, không cần bằng lái, thì có thể nói là rất là phù hợp, rất là phù hợp với những bạn học sinh hay thậm chí là sinh viên hay là những thậm chí là những cô chú lớn tuổi mà cần có cái nhu cầu di chuyển mà không quá nhanh, thì sẽ rất là phù hợp với cái mức ngân sách bỏ ra, rất là lý tưởng các bạn. Không có gì quá lăng tăng trong cái chuyện mà chúng ta bỏ 24 triệu ra để mua được một chiếc xe tay ga và nhận lại được những cái giá trị như thế này. Ok. Và đặc biệt nữa là trong trường hợp nếu mà bạn nào á mà muốn tập làm quen đi xe máy, tập làm quen đi những chiếc xe phân khối lớn hơn á, mà chúng ta bỡ ngỡ thì chúng ta chạy một chiếc 50 phân khối nó vẫn sẽ là dễ chịu hơn, dễ làm quen hơn, rồi từ đó chúng ta có cái bước đệm để chúng ta đi lên những chiếc phân khối cao hơn thì nó cũng rất là dễ dàng, nó không cần phải sợ khi mà ngồi lên chiếc xe máy nữa. Thì theo như Di Bao họ nói là đi hết mình, bao lên trình đó, là như vậy ha, không phải sợ sệt khi mà ngồi lên chiếc xe này, chạy rất là thoải mái, dễ chịu. Ok.